Hello, xin chào tất cả các chị em. Có nhiều người cho rằng là chỉ khi trời nắng hoặc đi ra ngoài đường thì chúng ta mới cần dùng kem chống nắng, và đây là một cái sai lầm tai hại nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái kem chống nắng vô cùng tuyệt vời của công ty Anbi Việt Nam, đó là kem chống nắng vật lý Multi Sun Cream. Một cái kem chống nắng vô cùng hoàn hảo, đó là chứa các thành phần tự nhiên, không gây bít tắc lỗ chân lông, không biết dính, kềm dầu, không thấm nước và mồ hôi, và vừa chống nắng lại vừa dưỡng da. Kem chống nắng này với kết cấu mỏng nhẹ, hạn chế bã nhờn và dưỡng da, giữ ẩm tối đa cho tất cả chúng ta có một lớp nền rất là hoàn hảo. Và đặc biệt có một ưu điểm rất là vượt trội là kem chống nắng Multi Sun Cream, chính là khả năng thay thế kem chống nắng của chúng ta, mang tới cho bạn một cái lớp nền mềm mịn và không rạng rỡ. Và nếu như các bạn chưa tìm được kit kem chống nắng phù hợp thì hãy inbox cho mình ngay hôm nay để được nhiều ưu đãi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.